Quý vị, thưa bà con, tiếp ngay sau đây sẽ là một câu hỏi khác mà chúng tôi đã nhận được từ số điện thoại 0915 3 số cuối 977, khán giả có tên Phạm Văn Thuận ở tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang có hỏi như sau. Lươn nuôi không bùn đã được 1 tháng rưỡi, có biểu hiện hay ngóc đầu lên để thở và một số con bỏ ăn. Nuôi lươn bằng nước giếng khoan, thức ăn viên công nghiệp, hiện tượng này xảy ra từ 10 ngày nay. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Xin được mời chuyên gia Bùi Quang Tề tư vấn câu hỏi này ạ. Vâng, xin chào khán giả, chào bà con. Đối với con lươn mà nó ngóc đầu lên, lươn không bùn, tức là trước tiên là cái nước của anh đã bị bẩn, ô nhiễm, hay trong Nam gọi là dơ. Ngoài Bắc thì không ai nói là bẩn. Nó dơ bây giờ anh thay nước mà nó vẫn cứ ngóc lên, thì chứng tỏ là nó bị bệnh. Nó có thường là con lươn nuôi trong nhà, nuôi đấy là thường mắc hai cái bệnh, là bệnh nấm thủy mi và bệnh chúng tôi gọi là bệnh vi khuẩn. Thì tôi có thể tư vấn như thế này. Cái thứ nhất ấy, là cái nước nuôi lươn ấy, ít nhất một tuần một lần anh phải dùng các thuốc khử trùng như tetrabodin iodin liều thư sử dụng theo nhà sản xuất để khử trùng tất cả cái bào tử nấm và các vi khuẩn. Thế sau rồi vì đây nó là bệnh nấm thủy mi nên phải dùng cái thuốc đặc trị nấm, anh tắm là tốt nhất. Thí dụ như hàng Tibu anh tắm 30 đến 50 ml cho 1 mét khối, tắm từ nửa tiếng cho đến 1 tiếng, tức là 30 phút cho đến 60 phút. Đấy, cứ nói thế, tôi nói đây vì nó nói giọng ngoài Bắc lại nói trong đấy, 30 phút cho đến 60 phút. Xong anh cho ra nước sạch. Thế sau rồi anh mới dùng thuốc thảo dược cao cấp là Ecabrin. Vì giờ nó không ăn rồi, nó không có tác dụng nên là vẫn phải tắm. Anh tắm cái xong cho nước sạch xong rồi là để một ngày hôm sau anh lại tắm tiếp cái Ecabrin là 20 ml cho 1 mét khối, tắm cũng nửa tiếng, tức là 30 phút cho đến 60 phút. À, thì cái này thì anh cũng tắm cho tôi là vào khoảng cái nửa tháng một lần. Còn nấm thủy mi là 7 ngày một lần. Thì sau khi nào nó ăn được thì lại cho cái Ecabrin ăn. Ecabrin thì 1 ml cho 5 kg lươn ăn trong một ngày và ăn 5 đến 7 ngày. Và khi nó ăn được thì cho cái 1 tháng cho một ngày thì lươn sẽ sạch được cái bệnh vi khuẩn. Còn cái Antibu là sạch bệnh nấm. Chúc khán giả xử lý tình công. Vâng, xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia thủy sản.